Em mời đại gia đình của mình xem về mẫu xe này của bên em. Mẫu xe mới về tại cửa hàng xong. Và đây là chiếc xe nhập Nhật nguyên chiếc các bác nhá. Số tự động 5 chỗ gầm cao. Chiếc xe mang tên là Suzuki Vitara. Grand Vitara các bác nhá. Chiếc xe màu đỏ, form dáng rất đẹp và từ hình thức cho đến về chất lượng của xe còn rất là đẹp và còn rất là đảm bảo luôn. Thì trong video này em sẽ giới thiệu tới các bác mình xem chi tiết về xe nhé. Các bác đang tìm những cái mẫu xe Nhật gầm cao, số tự động 2 cầu thì đây là một chiếc xe đẹp để cho các bác mình ngắm. Các bác lựa chọn, các bác đúng chân hãy alo nhé. Các bác hãy xem hết video được biết chi tiết về mẫu xe này. Đấy, số tự động này, 2 cầu này, vẫn đủ 2 cầu luôn các bác nhá. Đấy, chìa khóa khiến này, đấy, ghế da xịn, nhìn vẫn còn rất là đẹp. Vô lăng 3 chấu, có túi khí nằm ở giữa vô lăng. Xe thiết kế 2 túi khí an toàn. Đấy, có màn hình Android. Xe 5 chỗ gầm cao các bác nhá. Với nước sơn màu đỏ, rất là sáng và rất là sạch các bác. Chiếc này là màu đỏ nguyên zin nhá, chiếc này là đổi từ màu đỏ chiếc này đổi từ màu khác sang màu đỏ nhá. Và nó là màu đỏ nguyên zin nguyên bản. Đấy, chiếc xe với thiết kế một lốp treo đằng sau. Đăng ký biển Hà Nội, tên tư nhân. Khi mở cốp sau ra nó sẽ rất là rộng. Rất là rộng các bác nhá. Đấy, quay qua để các bác mình xem về hình thức form dáng bên ngoài của mẫu xe này. Với những mẫu xe số tự động 2 cầu thì bên em vẫn còn một số những dòng xe khác nữa. 7 chỗ, 4 chỗ bên em thì rất nhiều. Trên dưới 100 các loại. Trên dưới 100 xe các loại nhá. Các bác hãy gọi điện cho bên em theo hai số điện thoại để được tư vấn về xe. Tư vấn về xe này và tư vấn về tất cả những mẫu xe khác mà hiện tại cửa hàng bên em đang có nhá. Đây, nội thất của xe được trang bị là màu đen. Đấy, chủ yếu là tông màu đen. Còn bên ngoài nó là màu đỏ. Và đặc biệt là chiếc xe này với động cơ 2.0 rất tiết kiệm, rất là tiết kiệm xăng luôn. Máy chạy xăng nhá, rất tiết kiệm xăng. Chỉ dao động tầm khoảng 8 đến 9 lít trong 1 km thôi. Chiếc xe với động cơ thì em sẽ quay các bác mình xem nhé. Vẫn ra máy của xe rất là sáng. Và có một điều đặc biệt và có một cái ưu điểm trên chiếc xe này là động cơ của nó là vẫn còn nguyên bản, vẫn còn nguyên, chưa bổ, chưa động chạm gì đến khu vực máy và số của chiếc xe nhé. Một dàn ốp rời là xăng đúc nguyên bản theo xe, phanh ABS, phanh ABS đồng hoàng hết rồi. Và xe thì bên em cũng sẽ cam kết cho tất cả các bác là xe không bị đâm xô, không bị tai nạn và không bị ngập nước, không bị thủy kích các bác nhá. Đấy, giấy tờ chuẩn chỉ cho các bác như mình để các bác mình mua về ra tên. Đấy, đăng kiểm mua xe thì còn đến tháng 1 năm 2021, xe vẫn còn đăng kiểm dài. Xe bên em mua về cũng đã được cho kiểm tra kỹ rồi. Đấy, cho nên là các bác mua về mình chỉ việc đổ xăng đi thôi nhá. Hình thức thì em cũng sẽ quay chi tiết đây. Còn thì về chất lượng của xe thì bên em cũng sẽ tả và cũng sẽ đảm bảo cho các bác luôn để các bác yên tâm. Các bác có thể là mình dẫn thợ đến kiểm tra xe bên em nhé. Nếu các bác mình tin bên em thì bên em sẽ đảm bảo cho các bác luôn, cam kết cho các bác luôn. Còn bác nào mà chưa tin lắm thì các bác mình có thể dẫn thợ đến được kiểm tra xe. Rất nhiều xe ở trong bãi nhá, màu đỏ cũng rất là nhiều luôn. Màu đỏ rất là nhiều, các màu. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết hơn. Đấy, mở qua cái đỉnh sơn xe. Đấy, sơn xi sạch sẽ. Phần hình thức bên ngoài thì nhìn rất là sạch mắt luôn nhá. Lốp của xe này vẫn còn dày này. Bên ngoài thì cũng đã được dán một số những cái tem. Và có bậc bệ, có bậc bước lên xuống rồi. Đấy, gương điện bác nhá. Đây đăng kiểm đây. Của xe thì cũng đã được bọc dán hết rồi. Em đang quay phần bên ngoài gửi tới các bác cho mình xem. Các bác hãy theo dõi hết video cho em, từ đầu đến đuôi video cho em để được xem và được biết cách chính xác nhất, chi tiết nhất về xe. Cũng vẫn như thường lệ, đây là em sẽ quay phần bên ngoài, xong đến bên trong, xong đến gầm và đến máy, đúng không ạ? Từng chi tiết một, không thiếu một chi tiết nào để các bác mình
xem và soi xét. Các bác đang có tầm tiền hơn 200 triệu. Thì đây là mẫu xe để cho các bác mình lựa chọn phù hợp đây. Mẫu xe 2 cầu đi rừng đi núi rất là phù hợp luôn. Tiếp sẽ quay gầm sau nhé. Gầm của xe thì sẽ không bị bục mòn. Các bác mình yên tâm về vấn đề thân vỏ của xe. Đây, có màn hình và có camera lùi rồi. Camera lùi rồi nhá. Biển Hà Nội, các bác mình được lợi nguyên cái biển, đúng không ạ? Nếu mà các bác ở gần khu vực Hà Nội, mình có thể để nguyên biển. Có thể để nguyên biển nhá. Làm công chứng mua bán hoặc là công chứng ủy quyền, thế là được thôi, không cần phải sang tên làm gì cả, đúng không ạ? Chiếc xe cũng giá trị không cao mà, đúng không ạ? Mình có thể để nguyên biển mình đi được. Là những cái vị trí cơ bản của xe thì sẽ được em quay gần một chút. Tem dán xung quanh thì nhìn chiếc xe nó sẽ nổi bật hơn. Đây, thân vỏ led căng luôn nhé. Đảm bảo để các bác yên tâm là xe không bị đâm đụng gì. Đây, thân vỏ xe căng led luôn. Tiếp tục đây thì em sẽ mời các bác xem phần nội thất bên trong của mẫu xe Suzuki Vitara nhập khẩu này. Bản nhập khẩu nguyên chiếc nhá, chứ không phải bản trong nước nhá. Vitara bản nhập khẩu nguyên chiếc thì nó cũng sẽ khác về form này. Nội thất, từ nội thất cho đến ngoại thất của xe nó sẽ khác. Khác rất là nhiều. Và những dòng xe nhập khẩu thì các bác biết là bao giờ nó cũng sẽ chắc chắn hơn những cái bản lắp ráp ở Việt Nam, đúng không ạ? Bếp cánh cửa này, rồi phần nhựa tắt mi cánh cửa đây. Các bác xem video của bên em này mà các bác mình chưa nhấn đăng ký kênh thì các bác hãy ấn đăng ký kênh luôn nhé. Ấn đăng ký kênh thì các bác hãy vào trong kênh của em. Đấy, kênh như này nhá. Em mời các bác xem này. Đấy. Mạng hơi yếu một chút. Em thì sẽ đăng lên trên hai kênh, kênh Facebook và kênh YouTube. Đấy là hai kênh chính của bên em. Nếu mà kênh Facebook thì các bác hãy nhấn theo dõi nhé. Còn thì nếu trên kênh YouTube thì các bác hãy ấn đăng ký này và ấn thêm một hình quả chuông nữa ở phía bên cạnh để được xem và theo dõi thường xuyên những chiếc xe bên em đăng tải lên nhé. Rất nhiều xe được đăng tải lên theo từng ngày một. Ngày nào bên em cũng sẽ cho lên vài mẫu video. Đây, phần cánh cửa này, để cánh cửa đây nhá. Bốn kính hoàn toàn được điều chỉnh bằng điện. Đấy, âm thanh nghe hay. Cái vách cửa này. Bộ ghế da vẫn còn đẹp. Vô lăng cũng vậy, vô lăng vẫn còn đẹp các bác nhá. Đây, phần tắp nô xe đây. Xe trang bị thiết kế ra, phần tắp nô nhìn cũng rất đẹp mắt luôn. Đây, vị trí đèn gầm này. Đây, có vô lăng tích hợp luôn các bác nhá. Vô lăng tích hợp bàn phím điều khiển âm thanh. Đây, cần số tự động của xe đây. Điều hòa này, rồi màn hình đây. Phần nội thất bên trong của xe này vẫn còn đẹp, không bị gãy vỡ. Những cái vị trí nhựa bên trong. Tiếp tục là sẽ thêm một vài vị trí khác sẽ giới thiệu và quay các bác mình xem. Xe 5 chỗ gầm cao các bác nhé. Phía sau có một cái cốp khoang rất là rộng luôn. Tiếp sẽ mở cốp để các bác mình xem sau. Chi tiết phần nội thất bên trong các bác mình cùng xem. Nếu bác nào đã xem đấy, và mình đã thấy ưng mắt rồi thì để biết chi tiết hơn, mời các bác đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng bên em nhé. Tại phố Nguyễn Thời Trung, gần chỗ bến xe Hải Tân và gần cầu Cất của thành phố Hải Dương. Các bác đến 166 Hồng Châu, em ở đối diện 166 Hồng Châu nhé. Đối diện 166 Hồng Châu là sẽ nhìn thấy cửa hàng bên em.
cái đường Nguyễn Thời Trung thì nó sẽ không có số nhà, cho nên là các bác mình cứ tìm đường Hồng Châu và tìm đến số nhà 166 là em sẽ ở đối diện. Đây, khoang cốp đằng sau rộng không, ngoài chở được nhiều người rồi thì các bác mình vẫn để được thêm khu vực đằng sau rồi nhá, để hàng khu vực đằng sau. Đây các bác xem đây, khoang nội thất của xe, khoang nội thất của xe rất là rộng rãi, đặc biệt là khu vực phía sau. Đây các bác nhìn mình ngắm thêm này, thiết kế một cái tấm da để trên nó sẽ sạch hợp lý này hơn. Đây, cốp đằng sau của xe được mở ngang ra như này. Đấy, cửa thì cửa cốp sau em đã đóng lại. Bây giờ em di chuyển sang bên đây, quay lại quay cho bác mình xem lốt nhé. Hôm nay nói hơi vấp một chút tại vì là vừa rồi em nói cũng hơi nhiều, khách đông mà nên là giọng bị yếu đi một chút. Các bác nghe cũng thông cảm một chút nhé. Cái quan trọng ở đây thì là những cái mà em quay, đúng không ạ? Đặc biệt là quay rất là gần và chi tiết với các bác. Những cái chính của xe như là về máy này, số này, gầm này, rồi những chức năng khác của xe thì các bác nhìn mình hoàn toàn yên tâm rồi. Xe đẹp đến chỗ nào, xe đẹp ở chỗ nào thì các bác chỉ cần là nhìn qua video hình ảnh mình có thể đánh giá được, đúng không ạ? Xe đẹp theo một cách làm lại nó khác, mà xe đẹp nguyên bản nó sẽ khác. Nếu mà các bác mình hiểu về xe một chút thì nhìn trên video hình ảnh mình có thể đánh giá được, đúng không ạ? Mình có thể biết được ngay chiếc xe đó nó đẹp theo hình thức nào. Đây các bác xem này, những phần mép cửa này, con bu lông, con hít của xe nó vẫn còn rất là sáng màu luôn. Đây phía sau đây các bác nhá. Tất cả mọi chức năng của xe đang hoạt động đầy đủ. Đấy, cửa lốc cũng vậy, cửa lốc đang hoạt động đầy đủ luôn nhá. Trần thì của xe này vẫn là trần lý này. Loa của xe thì được thiết kế ở trên lốc này, trên lốc này loa rất hay. Cửa đóng chắc chắn nhá, cửa đóng chắc lịch luôn đấy ạ. Và đây là chính là cái hình ảnh của em hôm nay ở Hải Dương rất là rét, cho nên là tay em đút túi quần, một tay quay một tay đút túi quần. Khu lốp và gầm đây nhá, các bác có thể nhìn thấy rằng chiếc xe không có hiện tượng mục han gì gì, đúng không ạ? Không mục mọt han gì nhá. Khung vỏ của cái dòng này thì nó rất là chắc chắn rồi. Dòng xe đến từ Nhật Bản bao giờ khung vỏ nó cũng sẽ tốt hơn một số những mẫu xe bình thường khác, đúng không ạ? Xe Nhật Việt Nam nó cũng đã khác rồi, và đây là xe Nhật nhập khẩu nữa, đúng không ạ? Em đang nói là cùng phân khúc nhá, em nói là cùng phân khúc. Và bây giờ là đến khu vực khoang máy của chiếc xe, một khu vực khá là quan trọng, rất là quan trọng của chiếc xe luôn. Da máy của xe thì rất là sáng nhá, các bác nhìn và quan sát có thể thấy rằng là cái khu vực máy của xe như nào. Đây cục phanh ABS đây nhá, máy thì bên em cũng đã cho vệ sinh sạch sẽ gọn gàng rồi. Như lúc ban đầu em cũng đã giới thiệu là củ máy và củ số của chiếc xe này hiện tại là vẫn còn nguyên, chưa bổ nhá, chưa bổ máy. Máy xăng 2.0 đấy, cabo đây thì của nó vẫn còn nguyên này, tem mát vẫn còn nguyên. Đây là tình trạng của xe và hình thức của xe em cũng đã quay và cũng đã tả cho các bác nhà mình tương đối là chi tiết và đầy đủ trên video này rồi. Thì các bác nhà mình đang quan tâm, đang có nhu cầu mua mẫu này về dùng cho gia đình mình, phục vụ công việc, phục vụ gia đình, thì đây là mẫu xe phù hợp.
các bác hãy alo cho bên em theo hai số để được tư vấn nhá. Hai số là 093 8586 307 này, và một số tiếp theo nữa mà bên em mới dùng, đây là số 0389 000 555 để được tư vấn thêm. Đấy, hiện tại thì cũng buổi sáng cũng chốt được hai xe rồi, một xe nữa thì chú ấy đang ra xem chiếc xe đỏ, cũng đang chuẩn bị chốt. Đấy, ngày nào cũng chốt được vài mẫu xe các bác nhá. Rất nhiều xe tại cửa hàng bên em, trên dưới 100 xe, với số tiền tầm tiền từ trên dưới 2 đến 300 triệu là nhiều. Đấy, rất nhiều các bác nhá. Mời các bác qua xem trực tiếp để được cảm nhận, để được đánh giá, để được xem và được bản luận về giá nữa. Về giá cả các bác đến xem nhá. Đến xem thì sẽ có cái giá tốt nhất cho các bác mình mua về để làm sao hợp lý nhất. Vâng, ok, em cảm ơn ạ.